Xin chào anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ. Nếu anh em đã mua một chiếc iPad về để làm việc, một chiếc iPad Pro xịn sò có mức giá khoảng tầm 30-40 triệu. Nếu mà anh em muốn làm việc được thì rất là khó nếu mà không mua những cái bàn phím hoặc là Apple Pencil để có thể tối ưu được công việc của anh em tốt hơn. Nhưng mà phụ kiện của Apple luôn luôn đắt. Ví dụ cái bàn phím iPad mấy cái watt đây có mức giá khoảng tầm 8 triệu rưỡi. Quá đắt anh em ạ. Apple Pencil tầm 4 triệu nữa. Cả bộ combo của anh em cực kỳ mặn. Liệu có giải pháp nào không? Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bàn phím, một bộ bàn phím combo, nó có mức giá rất là tốt, rẻ phân nửa so với cả hàng chính hãng, nhưng mà nó vô cùng ngon, vô cùng ổn. Đó là bàn phím keyboard combo third của Logitech. Còn nó ngon như thế nào, ưu nhược điểm là gì, chúng ta bắt đầu ngay ở video này thôi nha. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái thiết kế rất là ưu việt, mình thấy ưu việt của cái sản phẩm này. Thứ nhất, mặc dù nó là cái bàn phím keyboard nhưng mà nó có thể tách rời ra được như thế này. Nếu anh em không sử dụng bàn phím, anh em có thể bỏ ra một góc để cho cái trọng lượng nó nhẹ nhàng hơn, nó gọn gàng hơn. Khi tách bàn phím ra, đó, anh em sẽ có một cái thiết kế ốp cao su có thể chống sốc được. Và cái hoàn thiện đây mình đánh giá là rất là tốt anh em ơi. Toàn bộ bề mặt của vỏ, cả bàn phím nhá, cả cái vỏ ốp đây nó đều là bằng vải hết, sờ vô cùng sướng, không để lại mồ hôi và dấu vân tay gì cả, rất là thanh lịch. Anh em nhìn xem đẹp lắm. Các nút bấm ở đây, mặc dù cái phần cao su xung quanh ấy nó rất là dày, nhưng mà các phím bấm ở đây mình gắn nó vẫn rất là tạch tạch, nghe rất là sướng luôn. Ngoài ra cái ốp này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đặt ở trên mặt bàn được. Nếu anh em cầm trên tay mỏi quá, anh em có thể đặt xuống bàn thì nó sẽ tự đứng được, tiện, rất tiện đúng không? Và cái góc nghiêng á nhiều vô cùng luôn đấy, thậm chí có thể ngả sâu như thế này được, nhìn nó hao hao giống thiết kế của Surface đúng không? Đấy, nó giúp chúng ta có thể tự đứng được, ngon. Còn đối với cả bàn phím của Apple á, anh em sẽ không thể tự đứng được nếu rời xa nó. Có thiết kế trông có vẻ bay bay lơ lửng thế thôi, nhưng mà cá nhân mình thấy nó không hữu dụng lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến những cái phần ưu điểm của cái bàn phím này. Do được thiết kế toàn bộ là vải hết nên ở đây á, chúng ta sờ chạm hay là chúng ta gõ phím ấy lâu nó cũng sẽ không bị mỏi tay, rất là sướng, rất là yêu chiều ở cổ tay anh em ạ. Và ở cái keyboard đây, quan trọng nhất bàn phím luôn, một cái keyboard đi kèm thì bây giờ chúng ta phải quan tâm nhất đến cái cảm giác gõ như thế nào. Cảm giác gõ ở đây nó thế, các phím bấm ở đây nó rõ ràng này, nó gọi là thiết kế rất là chuẩn mực, mọi ký tự được in to và rõ ràng, không có nhiều ký tự bị rút gọn đâu. Anh em sẽ có rất nhiều tính năng, thậm chí nhiều tính năng hơn cả bàn phím đắt gấp đôi ở đây, là bàn phím iPad của Apple. Anh em sẽ có home này, tăng giảm độ sáng màn hình này, có đèn LED bàn phím này, có LED nhạc này, tắt âm này, khóa màn hình này, rất nhiều tính năng ở phía dãy phím FN ở đây. Quá ngon, thật sự vô cùng ngon anh em ạ. Một ưu điểm chắc chắn cũng nên kể với anh em, đây là bàn phím duy nhất mà Apple cấp quyền để chúng ta có thể sử dụng được mà không phải kết nối qua Bluetooth. Anh em nhìn thấy các dãy nam châm ở đây không? Chúng ta sẽ không phải kết nối Bluetooth gì cả, chỉ cần đặt vào là có thể dùng luôn thôi. Còn đa số các bàn phím rồi đi kèm iPad ấy, chúng ta phải kết nối qua Bluetooth, nó sẽ làm tốn pin máy hơn, nó sẽ bị delay hơn. Nhưng mà đây, kết nối nam châm, cắm phát là nhận rồi, rất ok luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhược điểm đi. Ưu điểm thì phải có nhược điểm đúng không? Cái bàn phím này mình đánh giá nhược điểm cũng khá là nhiều đấy. Thứ nhất, chúng ta sẽ mất rất nhiều thao tác để có thể sử dụng được. Ví dụ đây nhá, chúng ta phải gạt chân đế ra này. Đó, ok, chúng ta sẽ phải lật ra này. Đó, chúng ta mới có thể tương tác, có thể làm việc được. Còn đây, chỉ cần một thao tác thôi, ngả ra. Xong, đơn giản không? Đối với mất công thì hơi mất công một chút, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ được nhiều góc nhìn hơn đấy, để ngả ngon hơn. Tiếp theo, một cái nhược điểm nữa, đó là khi anh em mở bàn phím ra nó rất là khó, nó không có một cái lẫy nào để thò tay vào để chọc để ấy cả. Nếu mà không có pencil đấy á, chúng ta thể hơi dễ hơn một chút đấy. Còn nếu mà đã có pencil đặt vào đây á, rất là khó mở đấy. Ok, một nhược điểm tí xíu nữa thôi, đó chính là khi chúng ta gắn cái pencil vào đây, đó, bản thân iPad và Apple Pencil nó không được gắn chặt lắm bằng nam châm, nên khi chúng ta để ở trong túi sách hoặc là để trong ba lô hay là cầm đi cầm lại nhiều ấy, nó không có phần ôm bảo vệ
cái pencil này nên rất dễ bị rơi anh em ạ. Anh em lưu ý giúp mình một điểm nhỏ nhỏ như vậy ở trên trước á. Mà cái keyboard cũng vậy, nó không có cái gì để giữ cái pencil, rất dễ rơi thất lạc. Đây, mình đã may một cái lỗ để thể đút vào. Sao không làm 500 tốt hơn một chút? Thật khó hiểu đi mà. Đến với điểm cuối cùng mà mình chê ở cái thiết kế này, đó chính là nó hơi bị nặng. Đồng ý với thiết kế bảo vệ ở bên trên, chúng ta tách ra, chúng ta có thể làm thành ốp được, có thể chống va đập được. Tuy nhiên, cái cả bộ combo này nó có thậm chí nặng hơn cả một chiếc laptop bình thường 1,3 cân thì phải. Đấy, nó rất nặng. Nên nếu mà anh em muốn một chiếc iPad nào để có thể làm việc được mà cơ bản gọn nhẹ thì có thể nghĩ đến những cái giải pháp khác. Còn những giải pháp như là bàn phím Apple hay như cái này nó hơi nặng lề một chút. Ok, chốt rồi. Với mức giá 4,5 triệu anh em có mua không? 8,5 triệu và 4,5 triệu. 8,5 triệu không bảo vệ được gì nhá, chỉ có thể gõ phím thôi. Còn đây là 4,5 triệu, nhưng mà chúng ta có bảo vệ, chúng ta có một ngoại hình đẹp hơn, chắc chắn cực kỳ đẹp, đẹp lắm. Ok, với mức giá 4,5 triệu anh em có múc không? Là mình thì chắc chắn rồi, không dại gì phải bỏ ra tận gấp đôi số tiền để mang lại những cái trải nghiệm nó không được ngon lắm. Ví dụ không có bảo vệ này, sờ chạm nó cũng không được sướng, nặng nề nữa. Còn anh em thì sao? Anh em có mua nó không thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn em rất nhiều, like, đăng ký để ủng hộ Đặc Ngụ ở các video tiếp theo. Bye bye.